Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ bán cho anh em một con tủ lạnh mini, tủ lạnh sinh giá sinh viên, tủ điện 220 hãng Hitachi. Con này hình thức bên ngoài thì rất là ok. Đẹp, tất cả các thành vách đều đẹp như vậy. Đây bên trong này anh em này. Bên trong cũng sáng sủa này, gioăng thì ok nhé. Đá thì đã test thì già u đá lên rồi, cái này thì đã bao cho anh em là ok luôn, zin nguyên bản, đó, ga lốc là zin nguyên bản nhé. Đây, trong ngăn rau này, con này 164 lít này. Anh em này, mình sẽ quay cho anh em này, anh em là chốt con này là 1,5 triệu nhé, 164 lít, đó. Điện 220 nhé, anh em về anh em việc dùng luôn thôi, cái này thì hợp với lại sinh viên. Đây, tất cả thành vách này quay cho anh em này, không có một vết han, đó, không có một vết han luôn, rất là đẹp, đó, đẹp từ trong ra ngoài nhé. Hãng Hitachi thì rất là ok rồi, bao zin cho anh em là anh em không phải lo về việc dùng thôi, thích bảo hành thì bảo hành cho anh em khoảng 3 tháng 6 tháng ok. Đó, bảo hành thì chỉ bảo hành ở trong tỉnh Thái Bình của mình thôi nhá, còn đã bao chạy cho anh em như này là ok rồi. Bên này bên mình đang bán là 1,5 triệu, bao ship trong nội thành Thái Bình nhé. Đó, còn anh em nào mà bên ngoài tỉnh lẻ thì anh em phải chịu cước. Ok, anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại là 0355 448 274, hàng nguyên zin chưa làm lại ga. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Video mình xin dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm.